Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ đi vô tiệm Costco. Đó, sắp tới ngày lễ Thanksgiving rồi thì vô xem có những cái đồ gì on sale mua cho gia đình nha. Đây, chợ đây các bạn. Đây, chợ Costco đây. Bây giờ tiến thẳng vô chợ mua đồ nha. Đi, qua đường. Mà mấy cái món cũ thôi các bạn. Các bạn ơi, chỗ này thì người ta bán lựu rất là tươi ngon, nhìn cái trái lựu thấy ngon chưa? Cưng quá ha. Trái nào trái nấy căng tròn mà tươi, nhìn cái màu đẹp quá chừng, chắc ăn ở trong ngọt lắm ha. Mình có mua hai trái ở nhà rồi mà chưa ăn, cho nên hôm nay chỉ quay cho các bạn xem thôi chứ không có mua. Đó, trái như thế này khoảng 6 cho đến 700 g các bạn. Cầm trong cái lòng bàn tay mình mà nó bự, cầm không hết luôn đó. Nhìn đã ha, từng thùng như vậy, một thùng chỉ có 6 trái thôi thì 18 đô la đó các bạn. 18 đô la khoảng 400 ngàn tiền Việt Nam cho 6 trái. Cũng mắc ha. Hôm nay đi chợ đó các bạn, lượn qua cái chỗ bán dâu tây một cái là mình vô đó mình sẽ lấy mấy hộp về nhà thôi các bạn. Nhìn dâu tây sao mà nó ngon quá chừng. Nó tươi giống như mới hái đó các bạn. Nó còn một chút ít hườm hườm ngay chỗ cái cuống đó. Về như thế này á, chấm muối ớt ăn là hết sảy luôn nha. Wow, quá chừng là dâu tây hôm nay. Ngon quá. Thì mình mua 4 hộp rồi, mình đã chất lên xe chuẩn bị chở về nhà. Ăn mừng nút bạc các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ khui nút bạc ra, mình ăn mừng. Rồi mấy đứa nhỏ thì đòi ăn bánh kem. Một loại bánh này là bánh phô mai. Bánh này nó có vị béo béo, chua chua, ngọt ngọt. Rồi nó có một lớp bánh ở dưới, ăn rất là thơm ngon nha các bạn. Mấy đứa nhỏ rất là thích. Mình mua một cái bánh này về cắt ăn mừng nút bạc với ăn một mớ dâu tây nha các bạn. Mua 4 hộp dâu tây. Mấy cái bánh sô-cô-la. Để hết xuống dưới này. Cái bánh nhỏ nhỏ này con gái mình mua về nó ăn rồi. Xong đi chợ ha, đi chợ nè. Bây giờ ghé vô chợ mua rau các bạn ơi. Nãy mình mua ở đây là 4 hộp dâu rồi. Dâu này các bạn. Đó, đã chưa? Nguyên thùng quần luôn ha. Đúng như thế này luôn. Một hộp nấm ăn nha. Vịt măng tây về ăn ha. Măng tây thì 7 đô. 7 đô la một vịt nha các bạn. Này ok nè. Rồi. Đậu ngọt nè. Đậu ngọt ha. 5 đô một bịch. Đó, ông xã mình cầm ra giùm. Đấy, coi coi có đẹp không vậy? Mấy một bịch, lấy 2 bịch đi. Quá tiền dừng ha. Giá nào giá nấy thiệt là đã. Wow.
ngon các bạn, hấp dẫn chưa? Bữa nay trái cây nhiều quá rồi, mua mâm xôi về rồi ăn không hết. Hộp nào hộp đó cũng đẹp hết. Anh ra coi con đi anh, ra coi con đi, đủ loại hết các bạn. Đó, ta cắt sẵn nè, thơm nè, dưa lưới nè, dưa gan nè, nho nè, dâu nè, đầy đủ nha. Ha, ngon không các bạn? Quá chừng trái cây luôn á. Trái cây này người ta cắt sẵn cho mình. Còn cái mâm xôi này là loại mâm xôi organic. Đó, organic thì nó nhỏ nhắn hơn, nó mắc hơn chút xíu, 7 đô một hộp. Bên kia thì 8 đô nhưng mà bự hơn. Bí ngồi nè các bạn, nguyên một bịch bí ngồi organic có 7 đô thôi, rẻ ha. Đó, 7 đô bí ngồi màu vàng, bí ngồi màu xanh, mua về nấu cho con trai mình ăn. Con trai mình rất là mê loại bí ngồi, còn mấy đứa con gái mình là rau gì cũng ăn được, còn đứa con trai thì kén ăn hơn. Chỗ đứa con gái ngồi mất tiêu rồi, bây giờ không có chỗ chất nè, phải chất hết dưới này. Để anh đây đi ha. Bây tiệm bánh nè các bạn. Người ta đang đứng làm bánh nè. Từ nãy đến giờ mua rau quả hết rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ mua một miếng thịt heo. Thịt heo hôm nay bán cũng hơi rẻ ha. Thì 1 đô 99 sen một phao. Một phao là nửa ký ha. Nửa ký chạy ra một ký thì khoảng 90 ngàn tiền Việt Nam. Đó. Thì mua cái thịt này về mình có thể nấu canh nè, nấu canh khổ qua dồn thịt ngon lắm các bạn. Rồi làm chả bông cũng được, kho cũng được. Những món ăn mà mấy đứa nhỏ thích thì cục thịt này mình mua về mình chia ra làm 3 lần mình ăn một phần thôi ha. Nó dài lắm, nó nhiều lắm. Thịt các bạn ha. Ngon chưa? Bò này ngon này, mua miếng nha. Đó. Khoảng 6 đô rưỡi nửa ký. Ủa còn nhiêu á? Anh nói nha, anh bỏ. Lấy một cái thôi, lấy nhiều vậy? Bị sợ ăn hả? No, lấy một cái thôi, một cái là đủ rồi. Thiều đó. Nhau chiếc nhỏ vậy nè. Lấy một cái thôi, đứa con gái đòi lấy hai cái. Ở với nhau lấy nhiều. Một cái thôi được trước, ăn thấy ngon quá mà. Đợt này mua tiếp các bạn, thấy quá ngon mà, về ăn mấy đứa nhỏ thích lắm. Tha khe the cây cay. Đợt này vô lấy tiếp ha, đợt này lễ sắp tới người ta bán bánh quá chừng luôn các bạn, đủ loại bánh ha, nhìn ngon quá chừng, hấp dẫn chưa, ngon chưa các bạn? Hôm nay ăn cái bánh mì gì đây, thử ha. Bên này là cái gì? Wow. Bên này là cái gì? Bên này là một loại bánh gì đây? Cho thức ăn free các bạn. Muốn ăn thử không? Ngon quá ha. Đi thử cái. Không biết món này là món gì, mình ăn thử nha. Vi Vi cầm cho mẹ để mẹ bóc mẹ ăn thử cái Vi. Vi cầm cho mẹ về bóc mẹ ăn thử. Nó có khi không thử. Bánh gì ngon chưa các bạn? Nha. Bánh ngọt. Tao quét một lớp mứt trái mâm xôi màu đỏ các bạn, rất là ngon.
cái mô sợ dính mô son bỏ một đá nữa. Ngon quá, bữa nay đi của cô được thử rất là nhiều thức ăn. Wow, ăn cái bánh nó ngon thiệt đó, cái bánh mà có cái nhân màu đỏ đỏ. Hôm nay đi một vòng ở trong Costco thử hết tất cả những loại bánh. Wow. Ngon lắm các bạn. Cái bánh này là bánh pancake sô cô la của Mỹ. Wow. Nếu con trai mình đòi mua kem nè, dẫn vô tới đây chỉ đúng chỗ kem ha. Lấy đi. Con trai mình thích loại kem này nè các bạn. Con trai ăn lấy nè. Rồi được chưa? Phá con nữa rồi. Nhìn con nữa. Này nữa. Bỏ vô. Anh à, sao đưa con ôm nó lạnh á. Bỏ xuống dưới. Kem. Đi ăn kem ngày không? Kem ly, kem ly. Ở trong ly. Thôi khi khác đi, mua nhiều bánh quá rồi. Ngon chưa? Ăn kem. Hôm nay đi Costco ăn quá nhiều là bánh. Bánh thử các bạn, ăn nồi một vòng như vậy là về là no luôn rồi. Bây giờ ăn thử cái này là giống như há cảo. Ở trong người ta làm bằng rau á các bạn. Rau rồi với bột, nhìn ngon ha. Thử luôn. Ngon lắm các bạn. Wow. Đi vòng ở Costco vào cuối tuần á là mình no luôn các bạn. Wow, ngon chưa? Rồi Vân lấy đi. Vân lấy đi. Đụng cái nào lấy cái đó nha. Giống ở trường học. Đó các bạn, cho phô mai, cho bơ đậu phộng với bánh. Nhìn ngon chưa các bạn? Bơ đậu phộng với bánh, bánh quy cay. Ngon quá. Món thức ăn này ha. Có thích không? Put half a package of one of the cheeses mixed in with the mashed potatoes. Yummy. It's an idea. Ăn thử nha các bạn. Thử xem có ngon không. Cái này giống như khoai tây. Đó, con lấy đi. Đứa con gái mình ăn cái món này thích cho nên muốn lấy một hộp. Mình chưa ném thử nữa. Chào cầm. Bỏ vô. Bỏ vô cái tay mẹ. Rồi. Rồi gửi mình cầm hết. Bây giờ đi lấy hộp khoai tây nè. Đó. Ngon lắm hả? Mẹ kia thử nữa tay mất. Cầm mấy quay phim rồi tóc rồi. Tóc rồi xù ra. Ngon lắm. Tới lấy đi. Ăn thử khoai tây các bạn ơi. Rất là ngon hả? Các bạn thử không? Không. Wow. Gái mình mua một hộp rồi. Muốn gì? Rất ngon các bạn. Thức ăn người ta bán sẵn này các bạn. Đó, một loại bánh bắp của mẹ người ta làm. Ta cuộn rau. Nhìn ngon lắm nè. Phải xua xua giống. Ngon, nhìn này. Nhìn cái khay thức ăn này. Thịt hem người ta cuốn. Phô mai cuốn đủ thứ nha. Hấp dẫn chưa?
một phô mai trộn vô này hả? Đó, nguyên bộ này các bạn, khoai tây, phô mai trộn chung ăn ha, ngon lắm. Rồi đi, sô cô la nè, bán phô mai này các bạn, cục nào cục nấy bự ha, sữa đặc quá trường, phô mai gì ngộ chưa nè, ngộ quá. Đây, kẹo này là kẹo gì đây, mua thử bịch ha. Okay. Nhỏ thử nè, thử cái màu, kẹo màu vàng này thử ha, hai màu khác nhau để thử cái nào ngon nha. Người ta cho đó nè, người ta cho kẹo sô cô la kìa, tới lấy đi. Đó, mua thử bịch kẹo nha các bạn, sô cô la. Để mình lộn viên mình ăn thử nha. Người ta cho ăn thử xong rồi mình mua, tiện lợi ha. Mình thấy ngon thì mình mua. Mà cái này chắc cũng ngon, hồi trước mình có ăn rồi, cho nên mình mua một bịch luôn. Đó. Nè các bạn. Ở trong rất là giòn. Wow. Ngon quá. Lột lên thử cây màu này mình ăn thử có ngon không? Lột cái cây màu nhạt hơn chút xíu nè, nãy mình ăn đậm hơn nè. Xem có ngon không nha. Ở trong nó có hạt hạnh nhân các bạn, ăn rất là béo, là thơm, ngon. Cái gì rớt kìa, lượm lên con. Rất là ngon. Kẹo sô cô la. Thơm ngon các bạn. Hôm nay đi chợ được ăn ngon quá chừng. Mình sẽ mình mua bơ đậu phộng cho mình. Mình về mình chấm rau quả mình ăn. Rồi đi. Bơ đậu phộng thì nhiều người người ta bị dị ứng đó các bạn. Một loại kẹo này, kẹo ngon chưa? Để em lấy đi. Đấy, về phải ăn đó. Mua lóc khăn bông ha. Khăn này về lau bàn. 11 đô, 12 đô một bó như thế này được bao nhiêu cái khăn không biết nữa. Con gái mình nó mua bịch trong biển này. Bịch trong biển này chắc 6 đô, 7 đô gì một bịch đó các bạn. Hôm nay mình sẽ mua hai cái kẹ các bạn. Hai kẹ về để mình để đồ, để hạt giống, ươm rau, ươm trồng cây cối ha. Một cái thì khoảng 70 đô này các bạn. Mình mua hai cái nha. Hai cái mới đủ trồng rau. Để kẹ trồng rau, trồng ươm rau. Đó, ông xã Thiên á. Nổi không? Đấy. Văn tránh chỗ khác con. Đấy.
Rồi, mua hai cái kẹ đã xong. Cái kẹ này các bạn, mình mua về mình ươm cái giống vậy ha. Đó, bây giờ tính tiền ha. Thấy dập rau của mẹ để bỏ nhẹ nhẹ thôi con. Khi đó tính tiền nhưng mà ngồi vậy hả? Không lấy hả? Chắc lấy không được. Một chiếc có vậy. Nhân viên người ta chất hàng lên cho mình ha. Chất thức ăn của mình lên. Bao nhiêu tiền để em quay ăn ra. Đó, total hôm nay là 476 đô nha các bạn. Xong ha. Rồi bánh trái gì mua ăn còn dư đây nè. Xong chưa? Rồi, đã hoàn thành xong tất cả những đồ đi chợ trên xe rồi các bạn. Bỏ hết lên xe ha. Hai cái kệ này là rắc rối nhất nè, sợ không đủ chỗ nè. Rồi, đã xong. Bây giờ mình sẽ đi về đây. Lên xe về ha. Đóng cửa lại. Cái gì cái ghê má má. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.